Hello, xin chào tất cả các bạn yêu mến cờ tướng cờ úp. Hôm nay mình tiếp tục giới thiệu cho các bạn một số trận đấu mà mình đã thi đấu trên trang cờ tướng cờ úp Zing Play. Mình cầm quân xanh và mình đi sau. Bây giờ mình đi tốt một tấn một. Mình lật lên thành pháo. Và tiếp theo mình sẽ chơi phòng trống. Và rất nhanh họ có thể hết cờ nếu mà họ ứng phó không kịp thời. Mình chiếu tướng họ. Mình đánh một cái nước rất kinh điển, họ không biết chống đỡ như nào, họ phải lên lên xe. Thôi mình ăn xe của họ và họ vẫn hết cả. Tiếp theo một tập sự khác lại đánh với mình, và lần ván này thì mình đi trước, mình sẽ đi tốt mộ 5 tấn 1. Rất nguy hiểm. Của mình phải mã họ, không thì họ sẽ ăn mã của mình. Rất mạnh.
họ cũng tấn công mình rất là quyết liệt. Ván cờ quá là ngang sức ngang tài. Không biết họ sẽ giữ tốt bằng cách nào đây, nên mã hay vào xe giữ hay nên pháo để giữ đây. Nếu mà họ không giữ tốt thì mình cũng vẫn phải bay mã đi, vẫn bay mã đi, giữ hay không giữ thì mình vẫn bay mã đi. Mã lộ 6 mình tấn 5, tránh con xe của họ. Họ suy nghĩ rất lâu, đã một lần không đánh rồi. Dù họ có đánh hay không đánh thì mình vẫn ăn tốt của họ. Họ đã 3 lần không đánh.
Tiếp theo có một kỳ thủ chạy là tiếp theo mình thi đấu với một tập sự tiếp và mình cũng đi trước và mình sẽ đi tốt nộ 5 tấn 1 đặt lên thành mã và mình ăn tốt thành mã. Chắc tập sự Hồ Đức Quyết mà mới học đánh cờ cho nên là đánh không theo trình tự. Đánh không theo một trình tự nào hết. Rất nóng nẻo. Chiến thắng rất dễ dàng trước tập sự một sao. Họ không chạy sĩ, mình ăn sĩ của họ. Tiếp tục mình ăn tốt nộ 5 của họ. Nếu họ không chạy tượng thì mình lại ăn tượng của họ tiếp. Mình mới tập sự rất dễ dàng, căn bản là do tập sự chưa biết cách đánh cờ mấy, chưa biết cách đánh cờ lắm.